Hạt xoan, trang sức, phong bì, Trung thu biết tặng cái gì giản đơn, tặng nhau hộp bánh Mai Sơn, đối tác họ sướng còn hơn cho tiền. Bánh Trung thu Mai Sơn, quà tặng cho các doanh nghiệp hàng đầu. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Mỗi chương trình chuyên kể về những câu chuyện lịch sử được phát vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Radar được mệnh danh là một trong 50 loại vũ khí khí tài thay đổi cục diện chiến tranh, bởi nó không chỉ giúp phát hiện, định vị mục tiêu chính xác mà còn là cơ sở để phát triển nhiều loại vũ khí có điều khiển đặc biệt. Từ việc mắt phải nhìn thấy mới có thể bắn được nhau, bây giờ chuyển sang việc mắt không thể nhìn thấy được, thế nhưng bom đạn vẫn rơi đúng địa chỉ cần đến mà sát thương còn cao hơn gấp chục lần. Chính vì những điều đó mà ngành quân sự Việt Nam đã phải phát triển hơn rất nhiều và có những cái tên gọi mới được ra đời. Trắc thủ, cái tên rất xa lạ với hầu hết mọi người, thế nhưng nó là một vị trí rất quan trọng của bộ đội tên lửa phòng không. Đây chính là người ngồi đọc màn hình radar, lọc nhiễu để xác định chính xác xem tọa độ máy bay đang ở đâu để quyết định bắn tên lửa. Chính vì quan trọng như thế nên vị trí đó được tuyển chọn rất kỹ. Yêu cầu với trắc thủ là tai phải thính, mắt phải tinh, thao tác tay phải mềm dẻo. Chỉ cần nhầm lẫn một lần thôi là loại luôn, không có lần thứ hai. Yêu cầu khắt khe như vậy nên việc thay đổi trắc thủ là việc trọng đại chứ không phải chuyện nhỏ. Muốn thay đổi trắc thủ thì phải được sự đồng ý của trung đoàn trưởng, thậm chí là sư đoàn trưởng. Ngày ấy, Mỹ dùng radar để phá sóng liên lạc giữa tên lửa và đài điều khiển của ta, khiến cho bộ đội ta gặp quá nhiều khó khăn. Các trắc thủ thì vẫn có cách để xác định được tọa độ của máy bay, thế nhưng cái khó là thông tin liên lạc giữa tên lửa và đài điều khiển đã bị chặn. Mỹ đã phát hiện ra tần số liên lạc đó rồi, chính vì thế nó đã đánh chặn thẳng vào đó, khiến ta không thể nào sai bảo được tên lửa bay theo ý của mình. Thế nhưng việc chặn đúng một tần số liên lạc như thế lại chính là con dao hai lưỡi giết chết những chiếc máy bay Mỹ. Bộ đội ta chỉ cần làm đúng một động tác nhỏ là thay đổi tần số liên lạc giữa tên lửa và đài điều khiển đi là xong. Bởi thằng Mỹ nó chỉ gây nhiễu đúng vào một tần số cố định thôi, còn tần số khác thì vẫn nét căng, không bị nhiễu gì cả. Nguyên tắc cơ bản để thay đổi tần số được dựa từ công thức vật lý lớp 12, F bằng 1 trên 2pi căn LC. Chỉ cần thay đổi được C là tần số tự thay đổi. Cụ thể của mọi thứ ta đã hiểu quá rõ và tưởng chừng đã được giải quyết xong. Thế nhưng cái khó ở chỗ là bây giờ muốn thay đổi tần số thì phải hỏi ý kiến của Liên Xô, đất nước đã viện trợ vũ khí cho mình. Hơn nữa, việc này nó lớn đến nỗi tần số này chỉ có kỹ sư trưởng của tập đoàn sản xuất tên lửa mới có thể biết thôi, chứ còn người ở dưới không ai biết cả. Ngày đó Liên Xô họ không cho mình mở khối điều khiển ra để thay đổi tần số vì sợ lộ bí mật quốc gia. Thế nhưng điều này cực kỳ khó với ta, vì không thay đổi thì bắn làm sao được máy bay. Chưa kể bây giờ mình có hàng nghìn quả tên lửa như vậy, nếu mà không duyệt nhanh để thay đổi tần số để bắn thì tên lửa không khác gì đống sắt vụn cả. Mỹ nó ném bom một thời gian là mình chết hẳn, chứ không thể nào đỡ được nữa. Rất may là ngày đó đại sứ của Nga tại Việt Nam đã quyết đoán cho chúng ta mở khối điều khiển vô tuyến trên tên lửa ra để thay đổi tần số. Ông quả quyết rằng bây giờ người Mỹ người ta đã nghiên cứu ra, người ta đã đánh được rồi thì còn gì là bí mật nữa. Các anh Việt Nam cùng chuyên gia Liên Xô đang ở đây, cứ mở ra, mọi thứ như nào tôi chịu trách nhiệm. Và cũng chính vì lý do đó mà chúng ta có thể điều chỉnh được tần số để bắn được B-52. Ngày đó Mỹ rất cay Việt Nam vì sử dụng SAM-2 quá thuần thục, thế nên nó áp dụng đủ mọi cách để vô hiệu hóa được hệ thống phòng không của mình. Thấy Israel dùng máy bay đánh ở tầm thấp với tốc độ bay rất nhanh, có thể đánh được SAM-2, thế nên nó cũng mang kiểu đó áp dụng về Việt Nam. Điển hình là chiếc máy bay cánh cụp cánh xòe F-111. Chỉ đen một cái là Mỹ đã áp dụng sai người sai thời điểm. Với những người lính Ai Cập nhút nhát, vô kỷ luật, không có tinh thần chiến đấu thì có thể áp dụng kiểu đánh đó được. Thế nhưng khi về tới Việt Nam, một đất nước kiên cường, gan dạ, thông minh, sáng tạo thì điều đó là không thể. Ngày đó Mỹ chịu trì đến nỗi bỏ ra tận 15 triệu đô để chế tạo ra được một chiếc F-111. Máy bay được thiết kế thông minh theo kiểu cánh cụp cánh xòe, có thể cất và hạ cánh ở những đường băng cực ngắn và rất cơ động. Khi cất cánh thì cánh của nó sẽ xòe ra, còn khi nào bay rồi thì cánh sẽ cụp vào để đạt tốc độ cao hơn. Nếu như ngày xưa máy bay F-105 có cánh rất nhỏ và phải cất cánh trên đường băng dài 1,6 km
thì bây giờ F-111 không cần đến điều đó. Thế nên nó có thể cất và hạ cánh ở mọi căn cứ quân sự mà vẫn có thể đảm bảo được tốc độ bay đúng như yêu cầu. Ngoài những thứ đó thì nó còn được trang bị radar ANAPQ-69, một loại radar cảm biến tối tân nhất thời bấy giờ, dễ dàng phát hiện và tấn công chớp nhoáng mục tiêu cũng như thu thập thông tin hình ảnh đối phương. Theo như quảng cáo thì F-111 có thể bay thấp cách mặt đất khoảng 70-80m và có thể uốn lượn theo địa hình với tốc độ là 300m/giây, ngang với tốc độ của âm thanh, có thể mang được 10 tấn vũ khí các loại, thậm chí cả bom hạt nhân. Đó là tất cả những gì mà người Mỹ quảng cáo về vũ khí bất khả chiến bại của mình. Mọi thứ cảm giác không ai có thể động được vào một sợi lông của loại máy bay cánh cụt cánh xòe này. Nghe tả thế này thì tên lửa SAM-2 đúng là chịu chứ không thể nào đỡ được. Thế nhưng đối với Việt Nam thì những lời quảng cáo đó không khác gì kiểu chém gió của mấy ông bán hàng đa cấp cả. Sau 10 ngày tham chiến, chiếc F-111 đầu tiên đã bị bắn rơi ở phía tây Hà Tĩnh bởi pháo cao xạ của Trung đoàn 280. Phía Mỹ biết tin đã buộc phải chém gió với binh lính của mình rằng đó là do tai nạn. Chiếc F-111 thứ hai tiếp tục bị bắn rơi sau đó 2 ngày tại Hà Tây bởi tiểu đoàn tên lửa 64. Chiếc thứ ba thì bị bắn rơi vào khoảng cuối tháng 4 năm 1968, khiến phía Mỹ phải chém gió là do trục trặc kỹ thuật. 15 triệu đô cho một chiếc máy bay, lúc thử nghiệm thì không việc gì cả, thế nhưng mang sang Việt Nam lại toàn bị tai nạn hoặc kỹ thuật có vấn đề. Thế nên Mỹ lại đành phải mang về nhà để trùng tu sửa chữa lại và phải mất tận 4 năm sau, đến năm 1972 mới dám ló mặt trở lại Việt Nam. Lần quay trở lại này của F-111 thể hiện được sự tự tin cao độ. Thế nhưng Việt Nam cũng có quá nhiều kinh nghiệm để đối phó với thể loại bay thấp tốc độ cao này rồi. 200 trận địa do dân quân tự vệ của các địa phương lúc này được đặt rải rác xung quanh Hà Nội. F-111 nó bay hầu hết vào ban đêm theo B-52 để khiến mình không thể nhìn thấy nó. Thế nhưng bộ đội mình đã khắc phục bằng cách đặt những đài quan sát cách rất xa Hà Nội để có thể xác định hướng bay, số lượng máy bay bay vào Hà Nội, sau đó liên lạc về các địa phương. Khi biết chính xác số lượng, hướng bay rồi thì các địa phương ở nhà chỉ chờ để đón lõng, pháo được lên nòng, chỉnh hướng chờ sẵn, chỉ cần có lệnh là nhả đạn. Thấy máy bay, pháo sẽ bắn lên, vừa để tiêu diệt mục tiêu, vừa để soi đường cho đội dân quân du kích địa phương cầm súng máy mà bắn theo. Người sau sẽ dựa vào vết đạn của người trước để bắn. Máy bay F-111 nó bay cách mình có 100m nên bắn cả 1000 viên thì kiểu gì cũng sẽ trúng được một viên. Mà chỉ cần trúng một viên đúng chỗ hiểm thôi thì máy bay có hiện đại đến mấy cũng sẽ phải rơi. Bằng chiến thuật đấy đã bắn rụng 5 trên tổng số 48 chiếc F-111, chiếm tổng số hơn 10%, một con số quá lớn đối với một thứ có giá 15 triệu đô một chiếc thời điểm đó. Cay hơn nữa là quân đội Mỹ chém gió với người dân ở nhà của mình rằng máy bay của mình xịn lắm, nó phóng nhanh mà lại còn mang được nhiều bom, nói chung là bất khả xâm phạm. Thế nhưng không hiểu sao, sau khi mang sang Việt Nam, những người dân bình thường cầm súng trường cũng có thể bắn rơi được. Chính vì điều này mà khiến cho các nhà báo cũng như những người dân trên khắp thế giới, đặc biệt là người dân Mỹ, mặt cứ trợn hết cả lên, không ông nào tin được là tại sao súng trường lại có thể bắn rơi được máy bay. Mọi thứ chỉ có thể được lý giải và mọi người chỉ có thể tin vào điều đó khi một thiếu tá phi công Mỹ bị bắn rơi ở Hà Nội thú nhận. Lưới lửa tầm thấp dày đặc của các ông thật đáng sợ. Một viên đạn cỡ 7,6mm từ khẩu súng trường bắn lên có thể gây tai họa cho máy bay phản lực, không khác gì một quả đạn tên lửa SAM-2. Đây cũng chính là cách mà chúng ta đánh F-111, một loại máy bay được sinh ra để vô hiệu hóa sức mạnh của SAM-2. Thế nhưng đó vẫn không phải là vũ khí khiến người Việt mình sợ nhất khi đối đầu với Mỹ, bởi nó còn có một loại vũ khí nữa sát thương khủng hơn rất nhiều, đó là tên lửa Shrike. Một loại tên lửa mà cứ hễ ngửi thấy mùi radar ở đâu là nó sẽ lao thẳng xuống để phá hủy toàn bộ cơ sở của ta ở đó. Vậy bộ đội ta đã làm cách nào để khắc chế được nó? Đã bảo nói ít thôi, nhà nó phải có lóc. Cứ để bắt ấy, anh ra anh rửa bây giờ đây. Vâng, và biết là dừng chỗ này, kiểu gì anh em cũng chửi rồi. Thế nhưng mà không ra rửa bát bây giờ thì cũng như người. Thế nên thôi, đành hẹn anh em vào số sau vậy. Nhớ like và ấn đăng ký để em phấn đấu đạt 1 triệu sub đấy nhá. Và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Và hãy nhớ ấn vào nút đăng ký để nhận thông báo của những video sớm nhất đã xem nha. Hạt xoan, trang sức, phong bì, Trung thu biết tặng cái gì giản đơn,
tặng nhau hộp bánh Mai Sơn, đối tác họ sướng còn hơn cho tiền. Bánh Trung Thu Mai Sơn, quà tặng cho các doanh nghiệp hàng đầu.